Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn Flash Contract Sonos T1 US với cách theo mình là đơn giản nhất. Đầu tiên đây là cái công tắc của mình nha. Mình sẽ tháo cái mặt kiến ra trước. Sau đó tháo cái bo mạch ra. Nó kết nối dưới bằng cái bọt này. Chỉ cần nạy nhẹ là ra. Rồi, cho hai cái này qua bên đi. Thì để flash cái mạch T1 này á, mình phải kết nối với máy tính. Ở đây là mình sử dụng cái mạch giao tiếp này. Bán trên mạng bán rất là nhiều, trên Shopee cũng bán, HS Shop cũng bán, các bạn search mua nha. Để mình nói sơ về cái bọt giao tiếp, cái mạch giao tiếp của mình. Thì cái mạch này nó có cổng trên là 3V 3 nè. Các bạn thấy không? 3V 3, 5V, RNDi, RXD, TXD. Rồi quay lại với cái mặt sau nắp, các bạn lật ra mặt sau nó, lật ra mặt sau nó, nó có cổng là VCC, RSD, TSD, RNDi. Thì VCC là sẽ đấu với dương nè, dương từ cái bọt này ra. RSD sẽ đấu với TSD bên kia, TSD sẽ đấu với RSD bên bên bọt này. Nói chung là đấu chéo nhau á. Rồi RND là đấu từ cổng âm này qua. Đây bây giờ mình đấu dây nha. Mình đấu dây xong rồi nè các bạn. Các bạn nhìn trên này thì nó có cái đầu tiên là cổng ra là TSD rồi RSD ground. Ở đây là mình đấu cái đầu ra đầu 5V nha. Đầu 5V tại vì khi mà ra 5V á mình cho nè, dây dây ra 5V nè. 5V mình cho qua một cái mạch. Thì cái mạch này nó sẽ giảm từ 5V còn 3V 3. Chứ không có gì đặc biệt hết. Cho mình muốn cho điện áp nó ổn định á. Trên này cũng có 3V 3 nữa, trên cái mạch này sẽ cũng có 3V 3 nè, cộng với này cùng 3V 3 nè. Nhưng mình muốn cho nó ổn định mình dùng cái bọt dùng cái mạch giảm còn 3V 3. Rồi, về đây thì mình quấn lại sẵn một cái để mình gắn vô cho cái mạch cho nó dễ, gắn vô mạch Sonos nó dễ thôi. Rồi lật lên cuốn nghĩa dễ cắm hơn, cắm từng dây nó chập chờn lắm đó. Rồi các bạn để ý là cái dây dưới cùng nha, cái dây RND, dây RND là dây dưới cùng nè, như này nè đó. Là cái đầu này lòi lên nè đó. Các bạn tìm cho mình một sợi dây được cái như vậy nè. Rồi bóp cái đầu này cho nó chặt chặt tí nha, bóp cho nó chặt á, lấy kềm bóp vậy đó để mình cắm vô. Khi mà mình cắm vô nó tiếp xúc nó phải tốt, nó phải đảm bảo nó không có lắc tới lắc lui. Cắm vô cái là được liền nè, đó, đâu gì đâu. Rồi, trước khi kết nối vô máy tính thì mình phải kích flash cho nó. Mình sẽ cắm vô cái chân GPIO 0. Là cái chân này từ Green nè, cắm vô chân này. Cắm vô đây nè. Chính xác vị trí này nha. Rồi, cứ để nó xuống vậy. Cắm vô vậy đó, vậy thôi. Rồi kết nối với máy tính và flash thôi. Trên máy tính thì các bạn download dùm mình cái phần Easy Flash nha, với file Sonos để dùng cho mình flash đó, file tab của ta đó. Đó, nắp flash ra kìa các bạn. Giữ một xíu cho nó flash nha. Nó cũng nhanh mà. Sau khi mà nó flash xong, nó báo complete thì các bạn lại dùng cái phần mềm Tmall để mà chỉnh SSID với nói chung là chỉnh wifi với số IP cho cái mạch Sonos này, dùng phần mềm này. Cái bài mà hướng dẫn phần mềm đó thì mình có hướng dẫn chi tiết ở bài trước. Bạn nào chưa xem có thể xem lại nha. Để nó flash xong thì mình chuyển thẳng qua cái trang quản lý nha. Cho nó đỡ mất thời gian. Rồi ok. Nó flash xong rồi các bạn.
plus công lịch.